Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh học tiếng Anh online miễn phí. Và ở trong series video học tiếng Anh giao tiếp thông qua các cái tình huống cụ thể ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu một cái tình huống rất là hay. Đấy chính là tình huống chúng ta đặt cái vé máy bay khi chúng ta ra sân bay. Tức là khi bây giờ chúng ta muốn bay đi đâu và chúng ta chưa đặt được vé và chúng ta ra ở sân bay và chúng ta đặt vé. Thì trong cái tình huống đấy sẽ có những cái tình huống cụ thể như thế nào. Bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe toàn bộ cái tình huống. Can I have your ticket and passport, please? Yes, of course. Here you are. Did you pack your bags yourself? Yes. How many bags are you checking in? 2, and I'll take this hand luggage. Are there any sharp items in it? No, there aren't. Would you like an aisle seat or a window seat? A window seat, please. Okay, here you go. This is your boarding card. The flight leaves at 10:20. Please go to gate 9 around 9:20. Have a nice flight. Thank you. Bây giờ xin mời các bạn cùng nghe lại lần 2 cái tình huống này nhé. Can I have your ticket and passport, please? Yes, of course. Here you are. Did you pack your bags yourself? Yes. How many bags are you checking in? 2, and I'll take this hand luggage. Are there any sharp items in it? No, there aren't. Would you like an aisle seat or a window seat? A window seat, please. Okay, here you go. This is your boarding card. The flight leaves at 10:20. Please go to gate 9 around 9:20. Have a nice flight. Thank you. Bây giờ các bạn cùng mình hãy phân tích cụ thể từng cái câu trong cái tình huống chúng ta đặt vé máy bay tại sân bay này. Và câu đầu tiên. Can I have your ticket and passport, please? Câu này có nghĩa là tôi có thể xem vé và hộ chiếu của anh được không? Yes, of course. Here you are. Vâng, tất nhiên rồi, của cô ở đây. Did you pack your bags yourself? Câu này có nghĩa là anh đã tự đóng gói hành lý của mình, có đúng vậy không? Yes. Vâng. How many bags are you checking in? Câu này có nghĩa là anh sẽ check in bao nhiêu túi hành lý. Tức là ý của câu này là chúng ta sẽ mang theo bao nhiêu túi khi chúng ta bay đấy. Cái túi đồ của chúng ta đấy. Câu tiếp theo. 2, and I'll take this hand luggage. Câu này có nghĩa là hai cái và tôi sẽ cầm cái túi hành lý xách tay này. Câu tiếp theo. Are there any sharp items in it? Câu này có nghĩa là có vật sắc nhọn nào trong cái túi hành lý không? Thì câu trả lời của chúng ta là No, there aren't. Không, không có. Câu tiếp theo. Would you like an aisle seat or a window seat? Câu này có nghĩa là anh muốn ghế ở giữa hay là ghế ngồi cạnh cửa sổ? Window seat, please. Làm ơn cho tôi cái ghế ở cạnh cái cửa sổ. Okay, here you go. This is your boarding card. The flight leaves at 10:20. Please go to gate 9 around 9:20. Have a nice flight. Câu này có nghĩa là được rồi, của anh ở đây. Đây là thẻ lên máy bay. Chuyến bay thì sẽ khởi hành lúc 10:20. Hãy đến cái cửa số 9 và vào khoảng 9:20. Chúc anh một chuyến bay thật là vui vẻ. Thank you. Ok, cảm ơn cô. Cảm ơn bạn. Thì đấy chính là toàn bộ cái tình huống khi chúng ta ra sân bay và chúng ta check in tại sân bay. Và mình hy vọng là cái video này có ích đối với tất cả các bạn. Và mình mong các bạn hãy bấm like và chia sẻ cái video này giúp mình, cũng như bấm đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình để cùng mình học tiếng Anh mỗi ngày. Và hẹn gặp lại các bạn ở các cái tình huống giao tiếp tiếp theo.